này là xà lan đang xuống đá nha các bạn. Đó, đang xuống đá nha. Còn thấy không, dây chuyền đó. Đây, xà lan cũng lớn nha các bạn, xà lan lớn nha. Đang xuống đá đó. Người ta phải chạy cái máy để đẩy ha. Đây là để mình di chuyển qua đây cho các bạn coi ha. Cái máy giống như là nó phải đẩy tiếp cái xà lan á, để không thôi nó sợ bị trôi á, nó sợ nước xà lan trôi dây ha, căng đét luôn ha. Đó, nó chạy để mình zoom lại mấy bạn coi ha. Đó, nó phải đẩy nước gì đó, đẩy nước gì để nó chịu tiếp cái xà lan ha, để không thôi nó bị trôi á, nó trôi nguy hiểm lắm. Đó, nó đang xuống đá nè. Đó, nó xuống đá rồi, các bạn thấy không? Xuống đá đó. Xà lan này nó khoảng chắc 200 mấy tới 300 tấn đó mấy bạn ơi. Xà lan này lớn lắm á. Kiên Giang nha mấy bạn, xà lan Kiên Giang nha. Đó, xà lan số đẹp luôn nè, 57815 nè, Kiên Giang ha. Này lại xuống đá chưa được, mới xuống mấy bạn ơi, chiếc này mới xuống à. Đó, để mình đi bọc qua trên mũi ha, trên mũi. Cái khu này là khu làm đá, khu xuống đá của xà lan ha. Xe Camaz kìa, đó, xe Hilo. Chiếc này cũng cỡ 10, nếu mà tổng trọng tải nó phải mấy chục tấn đó. Chiếc này mấy tấn ta? Chiếc này mấy tấn? Ồ, mà hai mấy tấn nữa hả? Dữ gì đi. Tấn của nó cho chính là mấy á? Ờ, 9 tấn 8 à nè. Đúng rồi. Đó. Khu này khu xà lan không nghe các bạn. Đó. Ở bên kia là cái xà lan đất khẩm chạy phía trước ha. Đó. Còn xà lan này đang xuống xuống hàng. Xà lan này cũng bực quá. Này chắc phải hơn 300 tấn quá. Xe này người ta ve vô, người ta đổ đá nha các bạn, đổ đá để xuống xà lan nha các bạn. Còn ai muốn mua đá thì xuống khu này ha. Xe quá khỏe. Khu này là khu bãi đá của hòn đất nha các bạn. À, đây là một chiếc xà lan lớn nữa ha. Xà lan này đang chờ xuống đá ha. Xà lan này cũng bự nha các bạn, xà lan này quá lớn ha. Khu này là khu xuống đá của hòn đất nha các bạn.
đó là có một cái xí nghiệp đá ở trong hòn đó, người ta mới tải ra đây rồi ở đầu một số xà lan của các tỉnh ha, xuống lấy cái đá chở đi tiêu thụ ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng gì đó, nói chung là An Giang hay gì đó, nói chung là đủ các chỗ ha. Đây là giống như là đầu mối gì đó, thì xà lan rất lớn ha, có xà lan nhiều khi có 400-500 tấn thì nó tới lấy nhiều lắm. Còn khu trên này là khu cho xe ben nó đổ ha. Rất là lớn, khu này ở trước là một cái đường quốc lộ ha. Quốc lộ rất lớn ha. Xe lưu thông rất nhiều. Rồi, video này mình làm tới đây thôi ha. Để video sau mình sẽ làm kỹ hơn cho các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn.